Xin chào các bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Hoàng Hiền. Hoàng Hiền đang chạy nhà chị gái. Sáng nay thì Hoàng Hiền nhận được điện thoại của chị gái báo là lợn nó một con nó bị đi ngoài. Chắc là do nhiều cám. Lợn con này thì thực sự là nó ăn hơn một tí cám, nó ăn nhiều một chút là nó bị đi ngoài ngay. Hoàng Hiền chạy ngay lên xem như thế nào. Và sáng nó bảo chị là rang gạo. Đấy, rang gạo cháy rồi cho nó ăn một hai hôm mà nó khỏi ngay các bác ạ. Cũng không đáng lo ngại mấy, sợ nó bị phù đầu mới lo chứ. Đi ngoài thì không đáng lo lắm. Hai con lợn mới cực đẹp luôn. Xin chào con, mẹ đâu? À, mẹ con đâu? Mẹ con đang rang gạo ạ. Rang gạo á? Vâng. Rang chưa? Mẹ con đang rang. Đang rang à? Vâng. Ừ, chào chị. Lợn bị đi ngoài à? Lợn đi ngoài. Một con hay hai con? Một con. Sáng mà chị mới để ý. Nó có đi nhiều không? Đi ít rồi nhỉ? Chớm rồi nhỉ? Chớm. Chị bắt xuống đã. Bắt xuống. Đâu ra ngoài xem nào. Con nào? Để ra xem con nào. Gì đấy? Lợn giật cho nhá. Con to à? Đầy gì? Mới gì? Dừng ngay không cho con cám nữa nhá. Ừ. Dừng ngay lập tức lấy chổi quét này đi. Lấy cho rơm rồi nó lạnh rồi nó nằm rồi. Cho nhiều thêm nữa vào. Con to chắc ăn khỏe hơn. Đứng gần vào trong đấy quét. Sạch đi. Dừng ngay cám nhá. Rang bây giờ là mình cứ rang cái gạo đấy cho nó ăn. Rang gạo cho ăn hết ngày hôm nay. Xem nó có khỏi ngay không. Không thì mai cũng tiếp tục vẫn cứ rang gạo cho ăn thôi. Không cho ăn cám công nghiệp nữa. Nha chị gái nhá. Thay hết đi. Quét đây. Quét cái rơm cái chấu như này. Dọn sạch chuồng đi. Lợn này chỉ cần cho ăn quá một tí là nó đi ngoài ngay. Cho cái này vào chỗ này quét nó mới sạch được. Lúc nào nó khỏi là em dặn chị là chăn trước là chị cho miệng bát về, chị cho nửa bát thôi. Một ngày ba bữa. Rõ chưa? Đấy, ba bữa là đúng ba bữa, không cho thêm bốn bữa. Đấy, cho nửa bát là cho đúng nửa bát. Như vậy là chị biết là một ngày chị hết bao nhiêu bát cám không? Nếu mà chăn nửa bát. Ba bữa. Ba bữa. Ờ. Ba bữa. Ba bữa mỗi bữa nửa bát thì nó hết bao nhiêu? Là hết ba ta. Hả? Ba miệng. Ba miệng à? Ừ. Hết bát rưỡi thôi. Đúng chưa? Ừ. Chăn một nửa bát thôi. Hay cắm sáng lên cho mẹ. Cào sạch cái này đi, lấy cái chổi cào sạch hết cái này, cho sạch sẽ chỗ này. Rơm này là một hai hôm phải thay ngay. Nó sạch. Đặt cái xẻng xuống rồi đau đầu không nó đoạn bây giờ. Gà ăn chưa mà nó kêu nó quang này. Chị vừa cho nó ăn xong nó gần gần nó lại kêu đấy. Có một con ra ngoài rồi này. Thành bắt con lợn gà này vào. Cám cho nó ăn liên tục đi. Cám gà này mua đấy cứ cho nó ăn no vào.
Ông Thành mà lấy cám ngay ra đây. Cái chuồng gà này dọn được rồi. Quét luôn thay chấu để. Sáng ơi cho ăn tí con nước nào chưa? Chị nước còn điện nữa, rang ngay cho nó ăn đi này còn. À lúc nãy cho ăn một ít rồi, rang một ít rồi bây giờ rang để chưa cho nó ăn. Nãy nó có ăn không? Có ăn một ít. Vơ luôn cái ấy đi, thay cái khác đi, rồi không khác đi. Con lợn này đẹp thật, mông rình rảnh. Thành vào chăn đi. Con đổ bây giờ. Cám kìa. Bỏ gạch nó rơi vào cả đấy. Xách vào trong luôn đi, để đến rồi ăn. Nhắm vào gà đấy. Đổ sạch cái máng đi. Rũ sạch hai cái máng, cho hai cả hai máng ăn đỡ tranh nhau. Đập cái kia đó sạch vào. Để cái máng nước ráp vào tường. À, để cao tường chỗ. Để bên này. Để bên kia nó mới cách cho nhau ăn được chứ. Đây. Để bên kia, song song trên kia. Trên mép kìa đấy. Rồi. Mang hai cái máng dưới này. Đây, để chỗ này một cái. Để trên đầu, để dính lên. Đấy, để cái này dính lên tí nữa. Được rồi, thả hấp bốc hai nắm. Thả mỗi máng một nắm. Thả bên kia luôn. Cho đỡ tranh nhau. Đấy. Cho nữa vào. Cứ cho nó ăn đá đi. Là con này không lo. Cứ cho ăn thoải mái. Bên kia nữa. Được rồi thế đã. Để tí dọn xong thì chăn tiếp. Ăn hết đấy, dọn cái chuồng này đi, quét đi. Chị gái bỏ cái rơm này đi này. Cho cái rơm mới vào đi. Được chưa? Quét lại cho cái sạch sẽ đi. Chuồng chạy không làm phải sạch sẽ, thay liên tục à. Nước này còn để cái đặt đó. Đặt xuống. Đặt để chỗ cũ kìa. Đấy. Tách nó ra. Thì nó mới không va vào, hiểu chưa? Được rồi, đi ra ngoài đi. Tất cả vào nhà luôn. Cầm thì nó ăn cắm rồi. Rồi chị vào rang cái gạo nước này cho nó ăn đi. Rồi vào rang gạo nước này.
Rang có cháy không? Anh lấy thêm củi vào đây đi. Đây, rang bây giờ phải như cái này này, tất cả nó như cái này này, được chưa? Nước được. Chị có cắm gạo không? Có mà. Hả? Cắm gạo đây. Cắm gạo cho một nắm vào. Được rồi, đào đều. Thơm thì nó kích thích nó ăn. Ơi! Cởi ra lấy ít bột vang vào đây. Dừng ngay nhá, không được chăn một tí cám vào công nghiệp nữa đâu nhá. Chị chăn hết ngày hôm nay, chị cứ rang cái này cho nó ăn. Mai mà nó khỏi ở đồng mới cho lại. Còn nó không khỏi cứ rang là cho ăn. Đợn con thì hầu như nhà nào chăn thì cũng, nếu mà chân quá tay một tí thì bị đi ngoài ngay. Mà nó cũng là tùy con. Cứ cái cám này mà chăn nhiều là nó đi ngoài. Mà khi chị đuôi lại thì chị chăn một vấp thôi. Thì cho ít thôi chứ còn gì nữa. Bị sáng này gì? Bị sáng. Chuối không đậy vùng ruồi bâu đầy bò ăn đến bệnh. Đấy, mang ít một vào là đây. Dây điện là chỉ để gọn gàng vào nhá, để lăng như mảnh này. Cất cái điện gọn gàng vào đi. Góc kìa. Đũa đâu đảo đi, cháy rồi. Đảo đè tung lên đấy, ở dưới tung lên, mạnh này lên. Muốn là gì nên nó mới thơm. Cô Hảo đi hoàn chứ cô còn rằng cháy hơn. Đặt ra ngoài đảo. Đảo đi, đảo đều. Được rồi, thế thôi, không ăn còn nữa. Đấy, được rồi đấy. Để lấy cái gì đổ đổ đây. Xong cho bơ nó rang đi. Tí cho ăn luôn đi. Đấy, nó chảy đấy. Không được, đừng cho đấy nó chảy. Đấy, cái nào nó sát đấy. Nó đang bọng lắm. Đấy, lấy cái nồi đấy, rửa cái nồi đi. Thành chưa? Nó đổ đi. Được rồi, cất đi, đây là luôn đây, lấy bữa gạo ra đây.
à, hành đậu đây, nhẹ nhàng thôi. Bỏ cái rổ cái ra đây này, gọn dẹp gọn gàng nó này, dây điện để nó cao cao lên. Nhẹ nó bắn ra ngoài đây. Đây này, nhìn thế này, đảo đều các thứ này. Được chưa? Đấy. Được gạt đều đi, không phải. Giang tí vàng. Hành lấy củ cây, lấy củ củ đấy, vùi củ ở bếp, lấy hai củ. Ừ. Vẫn còn khoai à? Vâng. À, đây mông, vùi đây. Vùi rồi. Đây là khoai nghe, đây. Đây à, còn củ nào nữa không? Ngó nè, ngó mà củ nào vùi hết đây. Khoai lang. Đảo đều tí nữa đỡ đấy. Đảo đều nha. Góc kìa. Ừ. Có cho một củ khoai đây thôi. Ừ. Thế cho góc bên kia nó nữa. Thả trồng chín đi. Cứ cho trong bếp trong giữa. Đấy, vàng đấy. Cho ít táo gạo đây. Đấy, lần sau mọi người chị cứ rang con tầm nó như này mà cho táo gạo nhá. Thì nó đỡ bị chảy. Đảo tí nó thơm một được. Này cho ăn hai mẻ, mẻ nữa nên mẻ chưa. Gạo nứt này không, gạo rang không, vào bụng nó lọ ra. Cái bài thuốc chữa đi ngoài rang gạo này là bạn gái biết từ đâu mà biết không? Từ anh Sô. Hả? Từ anh Sô. Từ ai? Anh Sô. Anh Sô à? Vẫn được anh Sô à? Ừ. Chứ còn lợn anh Sô anh có bài thuốc này hướng dẫn nhà cô Hảo tí hon. Lợn nhà cô Hảo đi ngoài rang cái này ăn khỏi luôn mà ngay. Rồi, đồ đi. Lấy bác đây. Lấy muỗi chưa? Đây nè. Sợ, sợ chưa? Vẫn bảo chặt
Tao 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 nấu chuối. Tao chuối muội cho ăn. Ăn đi. Cái gì? Thuốc gì? Cái thuốc là đặt đi ở đây đấy. Hả? Cái thuốc là đặt đi ở đây. Thuốc ở đâu đấy? Thuốc chỉ lấy mỗi ngoài chỗ ngu cực là. Ai ai bảo đun cái này? Bà Sơn bảo trước, đặt để bà đi đun cái này. Xong cho nó uống á? Ừ. Đâu lá gì thế này? Đây. Cả nhà nhá. Mang hẳn mấy lá này? Đun cái này á? Ừ. Đun lấy nước á? Ừ. Cho nó uống à? Ừ. Cho nó uống cái nào chưa? Chưa chưa. Bây giờ chị mới được vừa đun xong. Thôi rồi, đặt đặt lên đấy đi. Chị ăn nữa đi. Rang luôn tí em về, chị không biết rang. Rang cháy hết thì nó ăn không được. Lấy được bát gạo thôi nhé. Cho tí nữa đi Thành ơi. Chiều cho nó ăn chỗ này. Sớm bị này ăn cái tịt ngay. Hôm qua chiều tôi hiện tượng là sáng nay chị dậy, chị sẽ chăn bò, chị nhìn ra bên ngoài thành. Một ngày ăn 3 bữa là đúng 3 bữa. Đừng có vừa cho ăn xong là lại không nhớ lại cho ăn tí nữa là bị ngay. Đấy. Sáng là sáng, trưa là trưa và tối là tối. Riêng cái cám công nghiệp này ăn nhiều là phù đầu rồi. Được chưa? Tùa lợn ngay. Cứ cho nó ăn qua dặn là cứ cho nó ăn đói thôi. Đói không vấn đề gì cả. Khỏe mạnh. Nó không lớn. Thành ơi, cái sao muộn chưa? Cái cám cơ mà. Cái gạo đun nó nứt ở cái bát ấy. Mang này. Hả? Muộn nhanh cho nó ăn. Cái này rang phải để muộn nhá. Cho ăn đấy. Bỏng ăn là chuột mồm lợn đấy. Ê. Hả? Tí nữa rang được mới cho. Mới trời lạnh thì đừng có tắm cho lợn nhá. Tuyệt đối nhá. Lấy cái chổi quét hết cái mạng nhện này, cho giống như nó sạch nhã này. Gạo rang nó rất thơm nhỉ. Thơm, giòn nó khấy. Người muốn ăn nói chi là lợn. Tí cho ít cám thì là thơm. Ăn lá. Lợn này có nước chưa nhỉ Thành? Để mang nước cho nó uống chưa? Được. Ừ.
Đầu gạo vào nước. Thế nhưng mà chỗ uống thuốc đấy. Cái gì? Cái kia cứ để cho nước nó uống thôi. Bà hàng xóm bên cạnh này gì? Bà bảo trước đợi là bà đi đi ngoài lấy cái lá đấy cho nó đun uống à? Còn cái này không phải trộn với cái gì cả. Đúng chưa? Cứ đổ vào máng muội nó ăn hết. Đừng cho lẫn cái gì vào. Đúng là mà nhìn cái phân nó khô ấy, không bị ướt nữa là nó khỏi. Giòn tan này, nó thơm, cháy cạnh. Lần được đấy. Bây giờ lúc nào nó được thì mình cho nó cám vào. Đào qua một cái là được. Đỡ chay cám. Chăn, chị cứ chăn nuôi là có vấn đề gì phải điện ngay cho em nhá. Gà quẹo nó tìm biện pháp xử lý. Rồi cho nó cám vào đi, được rồi. Đấy, lần sau em không ở đây thì chị cũng cứ thế mà làm nhé. Đảo qua được, đảo đeo đi. Cám gạo cho vào chủ yếu là nó thơm, để kích thích ăn. Được rồi, bác xuống, thế thôi. Cháy rồi. Được rồi, thôi đổ đây đi. Đấy. Được rồi, để chưa chăn. Đây, nó chăn nữa này. Ui, thôi. Cái đen đen đấy nó bỏ đi. Được chưa? Thôi đặt nó như này. Cái cám nó cháy rồi, bỏ con đi. Dụng cái bói củi đỡ phí củi. Dụng tắt đi. Than cứ để cho nó chín cái khoai. Bỏ giờ mới cháy bếp của bếp bây giờ. Bếp củi đấy, bỏ bạn ra. Trời, lại mưa. Đâu cái máng nước của lợn đâu. Đấy cái nước của lợn, cái máng mình cho uống lợn đâu. Đặt nước nó uống chứ. Cái nước thuốc thì cho uống sau, cứ cho cái kia vào đi. Rành máng nước đâu, rửa sạch cái nồi đi. Để quấy. Mũi à? Gà nó nhấm nó ăn. Xong nó ăn hết.
ăn đi, ăn đi khỏi. Con to to này thích gậy ghê không? Sáng ăn nào chưa? Sáng ăn là răng nó lắm nó ăn rồi. Sáng ra một nắm rồi gì? Cứ gãi nó. Không cho, nhất quyết là không được cho cám công nghiệp. Hiểu chưa? Bây giờ nó không ăn, tí nó đói nó không phải ăn. Đấy. Còn càng cho cám công nghiệp bây giờ vào là càng bị đi ngoài, càng nguy hiểm. Hiểu chưa? Đấy. Lợn con này dị ăn là bình thường, không vấn đề gì cả. Để dịch dưới này, để dưới góc này. Rồi cái đó bây giờ chị đi vào dọn cái chuồng gà đi. Hót sạch cái cho ấy ra xong rồi cho chỗ mới không? Thành tì đi bẩn lên áo toàn phân kìa. Bây giờ nhá chị bỏ hết những cái đấy ra ngoài, chị cho cái chuồng gà nó rộng ra ngoài đi, bè lại luôn cái cho nó rộng ra, chuồng rộng nó ngăn nữa cái gì. Đấy, bỏ hết ra ngoài, cho cánh cửa dưới này cho nó rộng, nó có không gian nó. Vào bên kia bỏ đi Thành ơi. Xếp luôn ở bên này. Nhẹ nhàng thôi, mẹ nó sợ. Bèm bịt ác ghê nhỉ. Nhả rồi. Cứ để luôn ở trong cái thành, cứ để đấy không sao đâu. Đặt luôn rồi đấy. Để tí xếp luôn rồi vào phía bên trong đấy không vấn đề. Nhấc luôn. Bóng không liên quan đến đâu. Nhấc đi. Đấy. Kìa cởi dây trên kìa. Rồi ăn đi cho nó khỏe. Chết chết kìa. Đấy, ổ giáp em này. Lấy cái lưới cho tận giáp chân luôn thì đỡ phải buộc. Đấy, kéo gì đây? Đây, cỏi này ra. Kéo hẳn nó xuống dưới chân. Cho hẳn xuống dưới, áp thế này này. Không phải buộc gạch ở bên trong nữa. Ui, nữa hỏng. Cái mép dưới nó đâu? Đây đúng không?
Thành có kéo không? Thành còn lấy cái dao đấy. Lấy dao bé đây. Sợ thật. Quay đây con đi. Bỏ tay em, bỏ tay em. Không cầm, cầm nôi. Cầm. Rồi miền lấy luôn, buộc luôn, buộc nó giáp luôn dưới chân này, không chịu xẻo nó một ít đi nào, căng này, cái đầu ở đâu đấy, lấy được cái đầu trong mà, đây đây đây, bỏ em ạ, Thành đưa ra cho mẹ, cho nó một ít đi, buộc nó dễ, à cầm đấy, cầm dao, lấy cái đầu đây, chỉ cầm căng đầu đấy, căng đầu ra, căng đầu đấy, cứ lôi cầm căng cái đầu. Đây, cắt từ đây. Đứng đứng bên này. Đứng bên này. Cắt đi. Cắt thẳng vào. Đấy. Cắt đi. Rồi, Thành nôi lưới ra ngoài. Nôi thẳng ra ngoài. Đấy, để ướm này buộc đi. Đỡ phải buộc kiểu kia của chị đấy, đấy thừa nó quấn ngọn này không được. Đặt cái đầu này xuống dưới đây, đấy Thành nhai giúp mẹ làm đi, đây úp này xuống, cho cái chân mà đặt thẳng lên đây, không Thành tránh nhá, nhấc đây này, đặt cái lưới xuống dưới cái chân cái đi, hiểu không? Đấy, cho cả hai bên, không buộc thế nó mới không phải đấy. Bên này nữa, đấy. Ui trời. Diễn viên điện tử đấy. Nôi vào trong kia cho dễ, nôi vào trong đã. Đây, mang vào trong, đứng đi vào trong. Đây, đấy, Thành đứng đấy buộc đi. Giữ mẹ. Hiểu chưa? Cho cái lưới nó xuống hẳn dưới chân ấy. Thì đỡ phải chèn gạch. Đấy. Đây, bây giờ muốn buộc được nhá, buộc một cái đầu này trước đi. Lấy dây buộc cái đầu này vào. Đấy. Đây, đây, đây. À. Buộc một cái đầu dưới đấy vào. Đấy, giáp dưới chân đấy, nôi căng ra. Đấy, bắt đầu ăn rồi đấy. Đói ăn hết. Nó ăn thấy thơm rồi, nó càng ăn càng mạnh đấy. Nó chưa biết thơm rồi. À, bộ nợ nó bắt đầu ăn rồi đấy. Nó nhai rồi đấy. Ăn đấy. Ăn hết ngay này. Biết ăn được thơm đấy, chén hết. Con to này ăn chanh, con bé này ăn nhiều này. Ăn ra uống nước. Ăn cái gạo này xong nó lở các bạn. Nó lở, nó căng, nó đẩy hết những cái ngoài ra ngoài nó khỏi. Thank you.
nôi căng cái miệng nó thì buộc nó mới đẹp được, nó mới chắc được. Bác nào mà nhà có lợn bị đi ngoài, các bác có thể rang gạo, cho rang cái cháy này xong cho ít cám gạo thơm nó ăn. Đấy. Lấy lá chuối thả vào ăn kèm lá chuối là rất nhanh là sẽ khỏi này. Cứ cho ăn gạo, gạo rang này lúc nào nó hết đi ngoài thì bắt đầu là mình mới cho con cám tiếp tục quay trở lại. Nhưng con này nó mới chớm bị ăn thì nó vẫn đang rất khỏe, chớm bị đi ngoài vẫn đang khỏe lắm. Con lợn được chưa? Buộc nó xuống hẳn dưới hẳn chưa? Đấy, buộc thế. Luồn cả buồng cái ở dưới này, được chưa? Thì nó mới không bật lên được, không còn nói bật lên đấy. Một gái ra sưởi ấm. Đấy, nó ăn hết cái đống gãy rồi kìa. Đây đây. Ui, luồn một cái buộc luôn, cứ phải bảo nó làm cái gì. Lọc vào đây. Đây này đây. Ui thế rồi mà. Đấy, luồn chạy một lượt ở dưới này. Còn dây không? Cái giờ lấy dây đang được thằng Thành nhấc cái đầu lên. Đấy, nhấc cái này để buộc nó nhanh. Giữ nguyên đấy. Không bỏ gắn đến một viên gạch kia. Đây. Đấy, một viên gạch kia. Dựng nó lên. Dựng cái đầu lên. Dựng ngửa lên, ngửa kia lên. Lấy viên nữa cũng được, lấy viên nữa đi. Thành cho cao lên. Đấy. À, đấy, buộc đi, thành chữ này không đổ vào được. Buộc thoải mái đi. Buộc hai đầu đỡ chạy luôn rồi. Buộc bên này cái nữa này. Buộc ở ngoài này. Nó không chạy. Được buộc luôn, sao phải luôn nữa làm gì nữa. Rồi ra này. Trong một chen gạch vào chê ấy vào. Ăn hết lửa rồi. Kia đây. Đấy không cần, bỏ cái ra ngoài đi. Thôi được rồi, bỏ ra ngoài, không cần chèn lại đâu. Không cần chèn lại nữa. Khít thôi rồi. Đừng đẩy nó đổ thành.
Thành mang chổi đấy Thành. Bỏ hết những cái máng ra ngoài rồi quét sạch nhá. Đưa chổi lên. Nhẹ nó sợ. Rồi lấy một cái tải đây. Lấy một cái tải nhanh. Có cái phân gà để gọn vào. Cho món. Tải đấy còn chỗ không? Và cái tải khác. Bước sang. Nhẹ nhàng đùa cho gà lại đầu này đã. Nhẹ nhàng đùa nó chạy ở bên này đã. Đi vào đấy nó tự chạy. Đấy. Thấy nó đứng đấy còn cố tình quét nó để chạy tung tóe. Quét mạnh cái chổi này nó đi hết cái phần ở dưới này. Thành ơi, mang chú cái cám này chú thả cho nó ăn nó đỡ chạy. Này này. Ăn là một cái thoải mái luôn nào. Đấy, rác đều hết ra. Được rồi, chị cầm hai cái máng này lại kia. Cầm hai cái máng sang bên kia. Xong rồi chỉ có gà sang bên đấy. Xong rồi mình rác. Nhấc cái tải cao lên. Lùa cho gà nó sang. Xong rồi mình rác nó đỡ sợ. Rồi đấy, rác đi. Này, rộng hơn chưa? Nó có thoải mái vui chơi không? Được rồi, thôi. Kia còn ít, cho ít bên chuồng lợn ít này. Đây ra được ngoài này. Ra được ngoài xong rồi. Ấy. Người ra cái đây. Mấy cái con này đã cho ăn để vệ sinh ở dưới vẫn vệ sinh như này. Lẫm lù lắm nhỉ. Chuồng trại lúc nào phải duy trì sạch sẽ, không bệnh tật. Rồi, ok. Đấy, xong cái lưới này cái chèn nào chèn vào nhá. Thành ơi, cất cái này Thành ơi. Cất này đi. Hoa chín chưa? Bởi hoa chín rồi. Ui, lấy que, lấy que ngắn nhá. Đây. Ui ôi. Chín rồi. Hơi cháy. Khoai tây chín hết rồi. Khoai mực cũ đây thôi. Bên này à? Vâng. Ờ. Còn củ khoai ở đâu? Một củ khoai ở đâu? Con ăn rồi. Con không ăn. Hả? Con không ăn. Hai củ khoai mà. Đây. Hả? Hai củ khoai đây chứ. Đây có phải là khoai đâu, đây là khoai tây mà.
cái củ khoai lang ấy. Khoai lang không ăn đâu. Hả? Thế mình chả nướng hai củ khoai lang với lại hai củ khoai tây gì ạ? Đúng không? Đâu một củ à? Một củ khoai tây mà chú. Hả? Một củ khoai tây. Một củ khoai tây á? Vâng. Thế à? Vâng. Đâu củ này là củ khoai tây này. Hai củ, à đây khoai lang này à? Vâng. À có một củ khoai tây nữa. Vâng. Ừ. Cái củ này cháy hết rồi. Nhờ. Cháy. Củ này hơi chưa chín kỹ. Mùi nó chín kỹ lại. Bây giờ Hoàng Hiền cũng kết thúc cái video của mình ở đây nhé. Xin hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo của Hoàng Hiền nhé. Đấy, các bác cứ yên tâm là Hoàng Hiền cũng sẽ theo sát mẹ con chị gái chăn nuôi. Để mang lại cái thành quả tốt. Xin chào tất cả các bác. Xin chào các bác ạ. Ừ.